cái lễ này là có chầu cao và có chút rượu, thì rượu là tượng trưng như là đầy đi cả cái như này. Dạ. Nhưng cũng khai mà những chỉ khai. Đó là chúng ta sẽ nghe tiếng đàn của Phật thầy Thế Sĩ và học trò báo tiếp, đó là chị Hải Phượng. Tức là xin quý vị cho một tràng pháo tay để chúng ta qua đây hay là như vậy đó, không có bị kéo dài. Bớt cái cô giùm ông, bớt cái cô lại. Này cái cô này. Dạ đó, đúng rồi. Cảm ơn. Dạ. Thank you.
đợt đó ở Hà Nội mấy anh em một quán nhậu vô, họ nói là ba cái trật và nhìn dẫn. Cái điểm thứ nhất là tôi là Vĩnh Bảo, họ nói tôi dòng dõi hoàng tộc Huế và Sài Gòn cả đời cả dạng tài tử vì sao là trật. Mình Vĩnh Bảo đó họ tưởng nó mình Huế. Tôi về đây và với tôi này là điều không phải hoàn vào thời điểm này. Cái họ họ nói rằng tôi chắc có lẽ là tôi còn nhỏ tuổi, tôi nói chừng 30 mấy vậy, cái chữ đời còn trẻ trung quá, ông già tôi phải 10 tuổi. Rồi cái điểm thứ ba là họ nói cây đời tôi có gắn điện chữ vô cho nó âm điện luôn đặt rất chấm phân. Tình ha. Sơn đây. Chị có làm tình ha. Chị lấy dây của em nha. 1, 2, 3, 4. Có nhiệt độ đó. Bỏ khỏi cái đầu đó. Dạ xuân tình ha. 48 câu xuân tình. Hết luôn. Tống tủ đơn hùng tính. Hả? Hả? Đồng tính đây để cho nó sung chút. Nó sung đi. Cho sung cái đi. Đây con đang nhớ nè, vụ gì đây? Tấm tủ đa hừng tính của bác Nguyễn Châu nha. Sao sát được? Sao đứng sát vô? Đứng sát vô á, đứng sát vô cửa á. Chữ nó đâm tính rồi cái hộp nước đâm tính rồi sao thành ra cái gì? Dạ tôi đơn nghĩ ca em là thằng giàu kiếm vốn thiệt khó tình, có nhỏ chuyện ngày bán mới đậu ăn chút bạc mua, dạ sao lớn khôn em mới ra đầu, em nhớ tổng phố tự hồ phí chim loại lên nay trước mặt nhị ca em rót chung rượu thành nhà em tính trọng anh quân tân anh hùng. Một tháng cho mất một thùng đường, nên khó thử cho mất nên khó nhục. Em khen anh già sắc gan đồng, xem cái chết chi thể nông hồng. Nay anh khác như vậy thiệt là tiếc nghĩa nhẹ nhàng. Này dạo như tao đang hùng vô quý tử, mà quý tử thời mạc anh hùng. Nên tao một người một ngựa quyết bắt bằng ly cây dần. Nhưng mà họ ly vô khác thời mát tối đầu. Nay thân tao đây chim lòng cá chậu, thầy phơi máu đổ tao chẳng thèm cầu. Khí quyết của tao thời của một phòng, thà thắt tận tiền trung chớ ai sống nhục mà cầu nhơ. Nay tao đã xa chân vào khổ quyết, tánh mạng tao kể đằng nhĩ tiệp. Anh hùng tử khi hùng bất tử, chớ chào hỏi thiên nhiên mai cốt bất mai tùng. Anh ai đã mang cùng, nhưng nghĩa của đệ có khác anh cũng mang theo. Mày lỗ mãn mày cư xử được như vậy, anh mừng cho mày đã giáo. Và vậy thì anh muốn cạn ly.
Thank you.
cái gì này vô. Bánh đi về lấy cho giờ thì em có đủ. Dạ, dạ hả? Dạ. Thôi chắc thầy học viện cũng được. Bữa nay chú Trần lấy đại phước thần. Cái chú Trần xuất thần cho ông bà cho. Ông bà cho nên chú Trần là do quý vị ở đây. Bởi vì cho nên cho khi nào bữa nào chú Trần mà chú ứng ý chú cảm ơn người nghe chứ không phải người nghe cảm ơn chú Trần. Bởi vì cái đối tượng nghe đó, bởi vì ta nói trưởng cùng tri kỷ trên môi tiểu phải bất được cơ mắt cú đa có chịu mà không ăn rơi chứ sao nữa, câu cũng quá nhiều thành ra giờ tôi nói với thầy tôi là mấy người nghe tôi giờ học trò tôi cũng là thầy luôn luôn và mấy ông mà đời nhạc sĩ nhạc sư với tôi gặp cũng là thầy luôn. Chắc là người ta muốn một cơ duyên để cho thầy học học nhỏ là cây
bảy tám năm rồi em mới tìm thấy được một nguồn vui nho nhỏ. Mai đừng nói em đừng nói gì thêm nữa, đầy đủ lắm rồi ý nghĩa cuộc tao ngộ hôm nay. Hàng Bát Tử, Hàng Bát Tử chỉ là một cái tên mà người đời có thể quên đi. Khi anh không còn đủ sức lực để ca tụng dòng trăng sáng, và khi anh về lại quê hương giới kiếp sống tập nguyện, bất diệt vẫn là cái tên Nguyễn Trọng Chí của anh, cái tên anh đã quên còn đem đem vào hồn. Ngày xưa em đợi em chờ, thật sự bây giờ anh nói nhiều. Con ở đó, ở dưới nhà quê đó, con cạnh tổng đó, tổng trước bay ông nhạc kỹ lợi đầu. Năm sáu ông ngồi trên bộ gián rồi, mà trong vô cũng được, một chức cũng được. Ông đây bây giờ cũng được. Bây giờ mấy ông dây lưng vô trong mà dây bằng ra ngoài. Mà đời mà ăn dao tôi mới chịu. Vậy cho mấy ông giọt rãi dao rồi mấy ông nhái nhái vô được rồi. Người ta đợi thèm gì chứ vậy. Alo. Hai. Sao có gì la không anh? Rồi sao có gì la không? Có băng nghe gì không? Cô đứng gần người chẳng không? Được. Rồi, mai tôi gặp lại anh nha. Không chung mình cũng lo nghe. Già là chính tuổi mẫu mà nói một cái là tới mai luôn. Không, 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 không. Nay nhân dịp ngày sinh nhật của thầy. Xin hát ba câu vọng cổ được mang tên là Em Thương Người Nghệ Sĩ. Hay quá. Câu vọng cổ này cũng là một cái kỷ niệm mà hồi đó mới tập hát với thầy Lễ Trạch, thầy chỉ cho từng nhiệm. Thành ra đi suốt cuộc đời không có quên mấy câu vọng cổ đầu này. Cũng xin được bắt đầu. Trời rừng sâu em ra đình bao cây, nhìn gió ca và thấy tay bâng khuâng, nghe hát dời qua bên khác xa xăm, chia đôi ngả kẻ đầu non. Đi trên bước đường lưu duyên
quá. Dạ thưa thầy, thưa quý thầy cô với cô chú anh chị, thì buổi chiều 3 giờ thì con suy nghĩ phải làm có món quà gì đó để tặng thầy. Xong rồi ngồi cái viết ra được hai câu vọng cổ. Mà bài này á là đặc biệt để tặng cho thầy, đó là nghe đàn Vĩnh Bảo. Dạ, thì tại vì con mới viết ra con cũng chưa thuộc nữa, cho nên cho con cầm bài con vừa ra. Bài này là câu 56 thầy. Dạ, hò lại 56. Dạ. Con là ca dở nhất trong đám, cho nên là có gì cũng quý vị quan tâm cho những tấm lòng. Dạ. Dạ. Cái cánh hát mở mà còn phải rưỡi. Dạ. 8:30 hết. Rồi khán giả rồi đấy. Hát cái điệu hình cướp. Có tim ngồi chứ. Cái nói là tại thầy trù biết cái đồ hát đó, ông thầy trù nó không lùng. Nó à, ông thầy trù lùng cho coi coi. Cái trời ơi, lùng rễ ha. Không phải lùng lùng chứ không phải gì lẽ lùng quỳ với cái lùng. Thầy trù nhiệt tiền thì ai vậy? Dạ, 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 mà câu cũng lùng thiệt. Dạ. Ở làng Mỹ Trà sinh ra nhân kiệt, có tài vua biệt đàn thơ lớn lắm. Cuộc đời tuy lắm căng trầm, tiếng đàn son sắc có nghe chăng tiếng rao đàn của nhạc sư Vĩnh Bảo, cùng quan cùng thương mặt đời trao đảo nhưng vẹn tình thương non nước dân trang. Chàng chưa tiên liên chiến sĩ mới biết mài gươm giữ giặc, mà khổ vương này còn có người biết giữ đạo thiên, giữ bằng âm thanh, giữ cung điệu giống như lời non hồn tiên phong, bầu nhiệt huyết tuổi thanh xuân đã qua rồi, một buổi nay bắt tay ngàn dẫn tình lôi giang tình. Người là muốn gửi lại nhân gian, giữ chung vị, giữ cho người Việt Nam những tiếng nói tự hào. Tự hào ta còn những câu hò điệu, có những bài giống cổ dễ chiêu. Miền Nam mai đó quay về, nghe đàn tài tử đặc biệt đó.